Cô đi đâu vậy? Cuộc họp sắp đầu rồi. Dạ sếp, mẹ em phải vào viện mổ ruột thừa. Bây giờ em phải về lo cho mẹ. Em định sang xin phép giám đốc cho em nghỉ phép vài hôm ạ. Ở đây không có quy tắc hả? Muốn nghỉ phép thì gửi mail. Được việc mới được nghỉ. Dạ nhưng mà bây giờ gấp quá, có gì em gửi mail sau nha anh. Công ty nè cũng như cô thì có mà loạn à. Không việc, chuẩn bị họp đi. Tôi không xin nghỉ phép nữa, tôi xin nghỉ luôn. Cô, sao con ở đây? Mẹ bị bệnh, con không về sao được. Để con đỡ mẹ ngồi dậy nhá. Công việc là quan trọng. Con mới thăng chức mà con xin nghỉ như vậy đâu có được. Với lại khó khăn lắm con mới lên được vị trí này mà. Mẹ ơi, công việc hay tiền tài đối với con không có ý nghĩa gì đâu. Mẹ mới là quan trọng nhất với con. Mẹ cho con tình yêu cao.